19 ngày nè các bạn. Đó, tưới phân cá sau 4 ngày tưới phân cá nè. Trời ơi, nó mê không? Quá đã. Chuẩn bị thu hoạch được rồi các bạn ơi. Lá trong nè, cúc nè, non 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 non. Này là phải tối tối lên trường tình mấy con sâu nha các bạn. Có em nào hốt em đó nha. Đã thiệt. Hôm nay dịch quá cho nên là tranh thủ cái cải bè giống ra để vừa cung cấp ánh xanh cho nhà với hàng xóm. Cải bè giống mới nhanh thôi. Rồi, làm đất như đó. Gió nè, mưa gió. Gió quá à, nó cũng bay con bay luôn rồi. Đây là phân bò các bạn. Bò ngủ hai xong mình bỏ ra cái bao rồi nè, mình để mình xa từ từ, còn thùng kia mình ủ tiếp cái đợt hai. Đúng rồi, cãi nhanh lắm. Bình thường mình chỉ có 4 mùa xuân hạ thu đông, năm nay mình lại có thêm một mùa dịch nữa. Quế các bạn. Còn ít trùng quế. Trời luôn hết luôn hả? Đó. Dạ, giờ cũng muốn có được. Hàng ngày hôm qua là hàng thiết yếu. Hàng không phải là hàng thiết yếu. Rồi. Trồng theo lên. Thật là đẹp nha. Ừ, thật là đẹp. Thấm luôn á. Rồi. Đây các bạn, cải bè nhún nè. Đây nó bự rồi nè. Mình sẽ tỉa ra. Mình cấy vô cái chậu của mình. Còn lại thì mình để cho nó cao một chút nữa mình ăn non luôn. Đây là xà lách nè các bạn. Quá trời xà lách rồi, mà giờ không còn có chỗ cấy. Để về ăn non luôn quá. Đang suy nghĩ các bạn. Xà lách mỡ nè, ngon lắm. Đây cấy được một chậu này nè. Dẫn ha. Rồi bây giờ mình sẽ bứng mấy cái cây bự bự á, đi cấy qua bên kia như nè, cấy buổi chiều nha các bạn, buổi chiều cho nó không có bị mất sức nha. Đó. Đó. Cái hàng đôi đi. Xa nhau vậy đó hả? Okay. Sao? Trồng ban đêm luôn á các bạn. Không, thời gian này. Ngày mà mắc làm việc online. Tranh thủ có ăn các bạn ơi. Đó, đây giữa mình làm cây nè. Nghe nằm cái hàng năm vậy nè. Chậu này 40 các bạn. À, chậu lắp ghép 40 ha. Mình cấy hình vuông này nè, tâm điểm. Ok. Rồi tiếp tục như vậy đó, mình cấy xong cái chậu này cho các bạn nha. Rồi sau khi mình cấy nó xong rồi mình tủ cho nó một ít rơm các bạn. Để khi mình tưới nó đừng có bắn cái đất lên á. Thì nó tốt nha. Đó. Đây. Đã xong được một chậu cải cấy các bạn nha. Lợi ích rơm. Ok, được rồi. Ở bên này nó nghèo nàn quá. Rồi sau khi cấy xong rồi các bạn tưới đều cho nó ha. Đây là khâu rất quan trọng. Tưới đều để cho em nó hòa quyện cái rễ của cái đất cũ cái đất mới đó, nên sẽ bén rễ nhanh và nó mau hồi sinh nha. Rồi một tuần sau nó sẽ hồi sinh thôi.
Rồi chúng ta cùng chờ đợi nha các bạn. Cải bè dúng mình cấy được hôm nay là 5 ngày các bạn. Mình sẽ tưới cái phân cá này cho nó ha. Đây là phân cá mà mình thường dùng nè. Tinh dùng cái này lắm. Cái này phân cá Mỹ các bạn. Thì liều dùng của nó là 2cc cho 1 lít nước nha các bạn. 2cc. Rồi cái bình này là 5 lít các bạn ha. Mình sẽ pha 10cc phân cá này. Trước khi pha này các bạn cứ lắc đều lên cái này nha các bạn. Ừ, không sao cả. Đó, 10ml nè. Đó, phân cá nè, đã không? Cái này người ta phun cũng được nữa các bạn. Mà mình thích tưới thôi. Tưới nó đỡ mất thời gian. À, nó có mùi cá. Rồi phân này của Mỹ á, nhập của Mỹ đó. Mắc lắm á. Ta tưới cho đủ cái vườn rau mình thôi. Này mình pha 5 lít nước mình tưới cho nhiều loại rau đó. Nhớ loại phân cá này nghe, mình có post trên tab cộng đồng á, có nhiều số bạn hỏi mình nha. Sau 5 ngày cấy này các bạn, nó hồi sinh rồi nè. Tưới cái phân cá này nữa là nó có dinh dưỡng nè, bao tốt luôn. Rồi, tưới xin luôn vậy thôi các bạn. Vậy thôi. À, đủ rồi, tưới nhiều quá phí. Còn tưới cho nhiều cái khác nha. Đây, em bẻ rún chúng ta sau 10 ngày cấy nè các bạn. 5 ngày là mình hôm bữa mình tưới một đợt phân cá rồi ha. Hôm nay bắt đầu em nó ra lá mới rồi nè các bạn. Trời ơi, nhìn mê không? Đã rồi chứ. À, vài ngày nữa mình cho nó thêm đợt phân cá nữa là chắc ăn được các bạn. Hai đợt phân cá là ngon rồi. Ở dưới thì có phân trùng quế rồi phân bò nữa, bao đẹp luôn trời, ngon quá, đẹp. Rồi chúng ta cùng chờ đợi sự phát triển của em bè rún đó nghe các bạn nha. Đây nguyên chậu luôn nè, dạ ơi dạ luôn nè, đã không? Ồ, bò cà xóm ăn luôn các bạn. 15 ngày sau cấy rồi các bạn, mới tưới một đợt phân cá thôi ha. Chiều nay mình sẽ tưới thêm một đợt phân cá nữa. Rồi vài ngày nữa là mình sẽ thu hoạch nó thôi. Này nó lên đẹp nè ha. Đây. Bạn coi cái lá của nó non nè. Trời ơi nhìn đã không? Đó. Lá đó đó. Nhìn mê. Gốc nè. Trời ơi. Nó bắt được phần nó lên nhanh lắm các bạn ơi. Ngủ một đêm tới sáng cái này nó. Mừng cho bá ha. À quá các bạn. Câu bẻ dúng mình cấy hôm nay 15 ngày các bạn ha. Mình sẽ tưới phân cá đợt 2 nha. Được nó mắc quá cho nên vậy. Xong khi kỳ. À, đây là phân cá. Này. Cá. Ủa? Sao nó lại nước? Thôi, 15 ngày các bạn nha. Ừ. Chú ý là tưới phân nha mày. Quá im. Thôi, ok. Vậy thôi à. Dài bữa nữa là đẹp nữa. Bung lên liền. Nhìn xanh đã ha. Cao to chắc khỏe hả? Chồng nó phải một bụi là phải một nồi canh mới chịu. Gì về bự dữ vậy? À, bự vậy đó. Vừa thôi. 19 ngày nè các bạn. Đó, tưới phân cá sau 4 ngày tưới phân cá nè. Trời ơi. Nó mê không? Quá đã. Lá cong nè, cúp nè. Non 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 non. Này là phải tối tối lên trường tình mấy con sâu nha các bạn. Có em nào hốt em đó nha. Đã thiệt. Đây là cải bẻ dúng sau 21 ngày cấy nha các bạn. Hai lần tưới phân cá. Cấy thì chọn đất có phân bò, phân trùng quế, đất cũ thôi. Mà bây giờ nó to thế này đây. Mình phải thu hoạch thôi các bạn.
quá trời to rồi. Mùa lá xanh mơn mởn luôn này, các bạn nhìn thấy cái lá nó đã hồng ngon không? Mùa này sau trồng rau cải với xà lách xanh nó lên tốt như trời. Rất thương mình. Rồi, hát đi em, hát từ cái bùa bự đó đi. Ừ. Đúng rồi, em tỉa đó ha, em bùa đàn nhỏ nhỏ, em chừa lại. Anh chiều anh tước con cá đó. Ôi, một bụi nè các bạn. Bụi nè. Ôi, đã chưa? Nó đùng luôn. Rồi, bây giờ mình thu đi cho hàng xóm người hai cây nha. Thu mấy cây bự trước. Nó bị dính cái đá vô á. Sợ hết lá. Sợ hết lá, ổn. Nâng niu, nâng niu. Cứ như con trứng vậy đó. Trời ơi, đã quá. Em thui cho nó thưa thưa ra. Ừ. Cắt cây đi. Ồ, đã các bạn ơi. Hai bụi là được bữa canh rồi. Mỗi nhà hai bụi đi. Có mấy bụi nhỏ nhỏ này nè. Mình thử phần cái vô này, nó lớn nhanh lắm. Chừa lại thì mình đã mình tưới phân cá nhưng mà đứng trưa ra nhìn đẹp lắm ơi. Nó có chỗ thì nó nó xòe nó bung lụa. Em tưới cái cây đầu tiên này đi. Quá mê. Cây này thu luôn. Ô, nó bung nè. Ừ. Nè, cái này các bạn. Quá tuyệt vời. Bá cháy bò cháy không các bạn? Một nia rau luôn nha. Giờ mang đi bán từ thiện. Đây nè. Đã, trời ơi, trời ơi, mê không, mê không. Đây, thôi, chia nha. Mỗi nhà hai cây. Ăn bữa canh buổi trưa nha các bạn.